Thưa quý vị, hiệu lực của vaccine giảm theo thời gian. Vì vậy, để duy trì hiệu quả bảo vệ, cần phải tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cùng với nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, phường Mỹ An, quận Bình Sơn đã và đang vào cuộc với nhiều giải pháp và đa dạng hình thức tuyên truyền vận động nhằm nỗ lực tăng độ bao phủ của vaccine cao nhất. Để người dân dễ dàng tiếp cận vaccine, phường Mỹ An đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn tổ chức các điểm tiêm lưu động, thông báo rộng rãi và cập nhật thường xuyên địa điểm, thời gian tiêm chủng tại các khu vực trên địa bàn. Người dân đi tiêm chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận tiêm những mũi trước đó, không mất quá nhiều thời gian chờ đợi. Mọi quá trình diễn ra thông suốt, nhanh chóng. Thì với một cái xe chuyên dụng như thế này thì nó rất là thuận tiện, là bà con có thể đi tới đây chích, sau đó là ngồi theo dõi. Và trên xe này có đầy đủ tất cả các bộ phận chuyên dụng để phục vụ cho một công tác tiêm vaccine, từ nơi bộ phận bảo quản lạnh vaccine cũng như là các bộ phận thuộc chống sốc, bình oxy. Và xe này được thiết kế rất là gọn nhẹ, và khi mà mở ra như thế này thì đủ tất cả các bộ phận mà cần thiết cho một buổi tiêm chủng. Đặc biệt, lực lượng bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư trên địa bàn phường luôn phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu, đồng thời thông qua các nhóm Zalo tương tác của khu dân cư, các nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế về hiệu quả của vaccine COVID-19 nhắc lại mũi 3, mũi 4 được cập nhật thường xuyên, giúp cho người dân nâng cao nhận thức tham gia tiêm khi đến lượt. Vận động những đối tượng mà hiện nay mà trong cái diện phải tiêm đó nhưng mà chưa thực hiện tốt thì chúng tôi vận động một cách trực tiếp thông qua các đoàn thể, thông qua tổ dân phố để thực hiện cái chủ trương nêu trên. Hiện phường Mỹ An có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 nhắc lại mũi 3 đạt hơn 83%, mũi 4 hơn 20,39%, cao hơn so với các địa phương khác trên địa bàn quận. Phường vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp trong chiến dịch cao điểm tiêm vaccine COVID-19 vào cuối năm 2022, với mục tiêu tỷ lệ bao phủ cao nhất trên tổng số dân trong phường.